Lại là một ngày mới trong đu thép quơ. Làm gì cho vui đây ta? Sao nhìn trên mạng là mình thấy một vài cái điều về mã code khá là hay mà mình không biết. Ok, và hôm nay chính là cái ngày đó bạn, chính là cái ngày mình tìm năm sáu cái mã code đó đó, sáu cái mã code để mình kiếm cái gì vui. Và mã code đầu tiên là nó sẽ nằm ở đây. Đây, mình sẽ lấy cái này, bạn bỏ vô đây, bạn sẽ bỏ vô cái máy này nè bạn. Không, như mình bỏ rồi bạn ơi, mình bỏ rồi, mình bỏ rồi. Và đây hay taxi đó, đây mấy bạn sẽ ấn vô cái điện thoại và chip ESE, mình sẽ đi ra đây mình ấn cái taxi xuống bạn, tại mình nhà mình có xe xịn rồi nên không cần hay taxi nữa bạn. Và đây nãy mình qua anh kia kiếm người mà không thấy bạn, ở đây mới có người nè bạn ơi. Mấy bạn coi nè, bạn coi nè, nè 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 nè. Bài đó bạn có thể thấy là mình làm một phát là chết nó luôn. Mình sẽ có một chiếc taxi vậy, taxi què thôi, phải không? Đó, bạn có thể thấy là gọi cướp thì chạy khá là chậm và không được gì hết. Trong thuốc này mình sẽ đi chôn một chút xíu bạn, cái này rơi chậm quá bạn. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ qua cái mã code thứ hai. Đây bạn ơi, hi tới nơi nè. Và cái mã code thứ hai là nó ở trên đây, cái khúc này nè bạn, cái nhà này nè bạn có thể biết, cái nhà bên đây sẽ có một cái mặt cốt. Mình sẽ đi lên đây. Đúng là đây, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây sẽ có một cái và một vài thứ ấy có tiền. Hết được, ngon. Trời ơi. Lụm tiền và công thằng ngon đây. Bạn quay ngược lại là nó sẽ chữ try and do. Ok, try and do. Sẽ quay qua thành phố, mình sẽ bật cái mặt ở đủ mét. Ok, ấy, ấy, xe. Xe. Đây bạn, mình sẽ ấn thử cái mã đó cho bạn xem nha. Đù, cái gì vậy? Má ơi, nhìn kìa bạn ơi. Má như hút vậy. Quái cướp thiệt. To thế nha. Anh ơi, trời má mấy thằng cảnh sát. Đúng. Ôi giời ơi, ấy xe nó xe ngàn đô tao. Trời má nó to thiệt. Đồ xe mình mất rồi bạn ơi. Quái thiệt chứ bạn, có phải cứt luôn á. Đi trời 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 ơi, tát vô cái mông, tát vô cái mông. Để cảnh sát nè, xe không liên thuyên lan thoang nữa và mình sẽ qua cái mã code thứ hai. Con lấy cái mã code thứ ba hả ta? Đúng rồi, thứ ba. Bạn lấy xe màu hồng này, xe đạp màu hồng này, nó cụ tè. Hoặc là lấy chiếc xe điều khiển từ xa mà mấy bữa mình ở trong cái video trước các bạn, video những chiếc xe ngầu nhất đó, hoặc là chiếc xe đó cũng được, và chiếc xe màu hồng này cũng được, mà mình sẽ đi qua cái hang bên đó các bạn. Đây tới hang rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ đi vô cái hang, không cần tiền mà được ok. Đây. Đây nó sẽ có một cái mã là undo. Undo kìa. Đó, mình xem mình thấy mình nhỏ lại rồi, mấy bữa trước là mình đi vô không được, giờ mình ra được luôn nè các bạn. Dữ không? Nhưng mà mình sẽ lấy chiếc xe đạp này mình đi chứ không đi chậm lắm. Trời, ghê. Ok các bạn. Đó. Ngon. Trời ơi, mình như người kiến nha các bạn. Đập với mấy kiểu như Iron Man hay Hulk nữa bạn. Nhất là hàng cảnh sát đây nè, cho nó một gậy. Tao là người chiến, tao quánh vô cái mông, quánh vô cái mông của mày con. Mày hồi bữa dí đầu riết. Đó bạn có thể thấy là mày như người kiến luôn á. Giờ đi vô cướp cũng được. Mà đi vô nhảy lên thì nhảy lên là bạn thấy mày nhảy lên. Thôi rồi, không thấy gì hết luôn. Sợ. Nó giấu tiền nữa bạn. Giấu tiền. Lụm. Trời ơi, dám giấu tiền với người kiến hả con? Lắm. Ok, và cái mã code thứ ba, thứ tư chứ. Ok các bạn, và cái mã code thứ tư nó sẽ ok các bạn, cái mã code thứ tư nó sẽ nằm bên đâu ta? Đây, mình sẽ trước tiên tìm mã code nó, mình sẽ qua đây các bạn. Đây, mình sẽ bên đây. Mã code thứ tư là bên đây. Đây là cái nơi để bạn kiếm cái mã code đó các bạn. Đây, căn nhà này bên đây nè. Put. Đây, mình sẽ đánh dấu, mình sẽ chạy qua bên đó các bạn. Đây. Ok, qua thôi. Ui. Phải cướp rồi. Đây, tới rồi nè các bạn ơi.
tới rồi mà mình vẫn ăn đu mình nó không đi vô được. Đây cái mã này đây các bạn, Moon Gravity. Ok, Moon Gravity. Yep, Moon Gravity đã được kích hoạt đâu. Thấy không, mấy mình nhảy cao hơn các bạn đó, kiểu như mình đang ở một cái hành tinh có lực hút ít hơn các bạn, hoặc là cái hành tinh cái mặt trăng hút mình lên đó, kiểu như thủy triều nữa. Nhảy như Spider-Man, nhảy lên trời má ơi, mấy hàng chập chim nè, nó to thế nhỉ. Lòi cái đầu ra đập cái mặt, đập vô đập phải cứ lô mấy anh trai gì trời. Nó có nâng tạ cơ các bạn, nó có đi có nâng tạ. Holy shit. Mày chạy đi, đánh bơm thế kỷ. Ui trời ơi, nổ trên đầu, nổ xuống. Trời, anh yên vô ngộ nước luôn à. Trời ơi, bạn công nhận cái gravity này khá là hay nè. Nhảy tới đầu to luôn nè bạn. Gì vậy, tao làm gì mày đâu mày. Trời ơi. Ok, mình sẽ qua mã có thứ 5. Dạ, thứ 5. Yeah. À bạn ơi, cái mã có thứ 5 nó sẽ nằm trong nhà này. Nè, các bạn thấy không? Đó, ngon không? Nhà đó, ok. Và cái mà mấy bạn sẽ thấy mấy cái tờ này. Rồi đó, làm gì ta? Nhưng mà mình không biết mấy tờ này, không biết nó sao các bạn. Đó, mình cứ thấy mấy tờ này là gì đó, mình cũng đừng quan tâm nó. Mình chỉ biết rồi, cái mã con dính dáng tới cái đó thôi. Và cái mã code của nó là Dubo. Dubo các bạn, Dubo là có nghĩa là Ocean Bo. Hey, what happened? Cái này là Dubo là có nghĩa là chắc cũng chỉ nhanh, nó chỉ nhanh các bạn. Đó, Dubo, thấy không, nó chạy nhanh hơn trước rồi nè, không bạn. Đó, giống như Usain Bolt là người chạy nhanh nhất thế giới đó. Giờ mình chạy nhanh tát cho các bạn, như kiểu vậy, cho trọi cho bơm cho nhảy chơi. Không, để coi mấy thằng khổng lồ nó nhảy các bạn. Không, nó nói trước là chạy siêu nhanh luôn các bạn. Thấy không, mấy thằng cảnh sát đâu chứ kịp mình không. Phụp, trời. Trời, nó nổ trên trời các bạn. Yeah. Mã thứ 6 ha. Ok, chạy rất là nhanh và đến đây là được rồi các bạn ơi. Và trời trời, mã thứ 6 mình quên mất tiêu nó ở đâu rồi ta. À rồi. Ok, mình sẽ qua mã thứ 6 ha các bạn. Mã thứ 6 là nó nằm đằng sau cái này luôn các bạn. Đây, đằng sau cái trạm này luôn. Nên mình sẽ kiếm một chiếc xe đạp ngắn hạn. Đấy bạn, đây cái mã code này nè, mà mấy bạn phải lên Google bạn gõ vô, còn mình là biến lên Google phải cứ. Và mình cũng đã biết cái mã code này nó là gì rồi, mình sẽ là Sparta Hot Slap để mình ấn cho bạn xem. Sparta, tiếng Anh mình quá bồ đồ. Sparta Hot Slap. Đây, Hot Slap. Bóp. Yes. Đó bạn, giờ mình vả vô cái mông mấy thằng cảnh sát là chảy luôn à, khói lên luôn. Ủa rồi, quá nhỏ hay là không tắt được ta? Tát thế nào nha. E hôn quay mày đó, một tát. Trời ơi, văng trời, con nó văng. Téo tay mình bóp lửa lên không mày. Mày hả bưởi. Trời ơi, nó văng. Trời ơi, mày đĩ cảnh sát này làm gì mà mày hả. Mày, trời ơi. Tát ngay chiêu luôn. Trời, con nó bay vậy. Vãi. Và còn nào để mình tát không? Ocean Ball với Gravity. Đây. Đây các bạn. Cú tát trời giáng. Cú tát, tát cái đi luôn à. Mày hả? Tao nhỏ có vỏ nha mày. Tát cái. Mày. Úi, trời. Mày. Tát văng lên nó bay luôn các bạn. Và thằng này chủ trong đây láo nè. Thằng chủ đi đâu rồi các bạn? Đây. Ha, ngồi bấm điện thoại hả con? Đưa cái điện thoại cho tao. Mày, trời ơi, đi luôn à. Rồi nó đi rồi bạn. Hey, úi lộ máy. Mày. Bấm. Nhảy chim. Ok, nếu bạn thích video này để lại cho mình một like, một subscribe. Ngoài ra chia sẻ tạo lực cho mình làm tiếp video tiếp theo. Nghe cái đích nè, đích. Rồi má ơi, con nó ngồi tắt cái đích. Mày, nghe cái đầu. Mày, xuống dòng sông đi tắm đi. Ok, bye bye.